Quý vị thân mến, quý vị đang theo dõi tiểu mục cà phê hotline và chúng tôi cũng xin chia sẻ một thông tin mà quý vị khán giả đã gửi về cho chương trình. Và tuyến đường dân sinh có chiều rộng khoảng 7 m với đông người dân cũng như học sinh qua lại, nhưng các phương tiện vẫn cố tình lưu thông gây ách tắc giao thông, đặc biệt là vào giờ cao điểm. Con đường này thuộc tổ dân phố số 21, phường Thanh Trì và tổ 1, phường Lĩnh Nam, nối từ gầm cầu Thanh Trì ra đường Nguyễn Khoái đó là phản ánh của người dân ở phường Lĩnh Nam quận Hoàng Mai Hà Nội đến với kênh VTC9 Đài truyền hình VTC. Vì lòng đường chỉ đủ diện tích cho hai xe ô tô con tránh nhau nên có xe tải xe container đi vào sẽ gây ách tắc giao thông. Theo người dân, lý do nhiều ô tô đi lại là do gần đây có một doanh nghiệp với nhiều xe chở hàng hoạt động ngày đêm vì vậy từ khi con đường này được sửa chữa làm mới mật độ các phương tiện giao thông tham gia ngày càng nhiều đặc biệt là xe ô tô con và có cả xe tải gây nên ách tắc vào giờ cao điểm và gây bức xúc trong nhân dân người dân đề nghị chính quyền địa phương có biện pháp xử lý tình trạng trên